VRRP hay nên là ca thông tin ca này là eNSP lab và Huawei chắc là HSRP cái chip protocol mới bỏ Cisco đã bị support man đập một mũi trục hay via ATU hay nâng standby several candidate hay dùng để VRRP với cái chia standard IETS standard hay giờ nơi khi nó nói như ai bắt cái bàn dùng đồn P rồi hay dùng bàn group chẳng VRRP via support tới lơ dùng configure nơi lơ gigabit interface Ethernet VE Ethernet trunk sub interface hay nâng measurement chẳng dùng mình lab đại router ở thủ này là tù chỉ master hay nâng router ở sri là tù chỉ backup hay dùng add virtual IP mùi hiện nay tham gia comment này hay dùng thử cả testing vì dạ PC này chẳng dùng cho từ ở thủ là mấy thông việc chỉ master stem interface E 00 e 001 00 1 set up IP hay dương set up VRP chứ VRP vì chấp đam vì lệnh mỗi đó lệnh vì hạp ram chứ dương group đó virtual IP hay dân sách priority IV chẳng là priority của viên vô thôi chỉ master hay priority bởi vì default thứ 1 rồi ok là nhưng mà phải cả hai dân display mà sách thật chẳng bây giờ chỉ master chẳng dừng cần phải cho nó là R3 mới chết interface ở 00 slash mỗi lịch này group nhưng bắt cát group đôi khi dùng bạch chẳng như thế nhưng display vào giờ chẳng viên nâng lên luôn về chỉ bạch áp chắc mà xanh chỉ miền router master được có miền bằng nhà khôi được có đặt sải viên này tại pin score nên tôi cả đi connect nên cho một căn router ở thứ chính nên tôi cả sạc đạo chắc như tôi cả tham ăn một plan chẳng vì ở đây vì nó lớn luôn vì chỉ master luôn hay bê đài bê đài linh vị ảm ở bên viên nó lớn luôn vì chỉ master hay nè về nâng update tới chuyện đại cáp mình trong
chắc là vì lần không biết chị back up hay ở thú năm chị master mình. Ok, còn một cái tôi sẽ